Bất ngờ trước top 5 tập đoàn có lượng tồn kho bất động sản lớn nhất Việt Nam. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đăng Dương. Trong video này thì Dương sẽ cung cấp cho các bạn một thông tin vô cùng thú vị. Đó là top 5 tập đoàn có lượng tồn kho bất động sản lớn nhất Việt Nam. Và nếu như các bạn xem hết video này thì các bạn sẽ biết được rằng là tập đoàn nào, công ty nào và sản phẩm nào đang có lượng tồn kho lớn ở trên thị trường. Và điều gì sẽ xảy ra khi bạn biết được thông tin này? Một là bạn biết được tình hình thị trường bất động sản Việt Nam hiện tại nó đang như nào. Hai là bạn biết được là ở đâu đang có lượng tồn kho lớn. Và đương nhiên lượng tồn kho lớn thì rất có thể đồng nghĩa với việc là giá bán nó sẽ phải giảm. Và có thể nó sẽ giảm đến một mức nào đó mà bạn có cơ hội mua. Trước đây ví dụ một căn nhà mà bạn đang mong muốn nó có giá 10 tỷ ở dự án X, nhưng có thể bây giờ nó chỉ còn 5 tỷ hoặc 7 tỷ, biết đâu nó phù hợp với mong muốn của bạn. Nếu như bạn nói rằng bạn không có tiền đầu tư nhưng có thể người khác đang cần mua nhà thì sao? Thì có thể họ vào đây họ vẫn có cơ hội. Còn nếu như bạn nói rằng bạn không có tiền nhưng nếu như bạn có được đội nhóm hoặc nếu như bạn có thể huy động được một lượng tiền nào đó thì bạn có thể đầu tư. Nhưng biết đâu là gì? Khi mà bạn bám sát thị trường và có thể rằng bạn sẽ theo dõi liên tục và giá nó có thể là giảm xuống từ 10 tỷ còn 7 tỷ, 5 tỷ hoặc 4 tỷ, ví dụ thế. Nhưng nếu như bạn không follow, bạn không theo dõi thì bạn không thể biết được. Vì thế tôi tin chắc rằng bạn còn quan tâm đến thị trường bất động sản thì bạn còn cần xem video này. Và nhớ follow, nhớ đăng ký Đăng Dương để chúng ta được gặp lại nhau nhiều hơn với những cái thông tin thời sự liên quan đến bất động sản. Và ở đây ấy, thì hàng tồn kho nó có nghĩa là gì? Hàng tồn kho thì nó sẽ bao gồm những cái quỹ đất. Đầu tiên là những cái quỹ đất và những cái dự án đang xây dựng. Và có thể là những bất động sản còn lại mà đang xây dựng và hoặc là hoàn thành rồi nhưng mà chưa bán được ra, nó vẫn còn đang gọi là tồn lại ở trong kho. Ví dụ anh em nào mà chúng ta làm kinh doanh, ví dụ kinh doanh quần áo chẳng hạn, thì chúng ta có thể biết là gì? Tồn kho, tức là lượng quần áo mà đang nằm ở trong kho. Đấy, thì ở đây ấy, lượng quần áo nó có thể bao gồm là nhà đã xây rồi, hoặc là đất thì đã mua rồi, đã nhận rồi, đã nộp tiền rồi. Đấy, nhưng mà chưa triển khai. Và cái số lượng mà đất mà đã mua ấy, mà chưa triển khai ấy, của những công ty lớn cực kỳ nhiều. Khi mà Dương tìm hiểu thì Dương biết là cực kỳ nhiều. Và phần lớn trong số đó còn chưa được triển khai. Nếu như 10 quỹ đất thì đâu đó mới triển khai được 2 đến 3 quỹ đất. Bởi vì đa số là các doanh nghiệp bất động sản họ sẽ mua từ rất sớm. Họ mua từ sớm và họ mua với một cái giá rẻ để mà họ để dành, hoặc là họ chờ cơ hội để mà họ bán ra. Thế nhưng mà rẻ là chúng ta tính là rẻ thôi, nhưng mà nếu như là hàng nghìn hecta hoặc là vài trăm hecta và chúng ta nhân giá tiền lên thì nó cũng là một lượng tiền rất là lớn. Và để mà mua được có thể họ phải huy động từ ngân hàng, họ phải huy động từ trái phiếu để mà họ mua. Thế nhưng mà thời điểm bây giờ là những cái quỹ đất đó nó không được triển khai, có thể do vấn đề về thiếu hụt về nguồn vốn để mà triển khai, có thể do vấn đề vướng mắc về pháp lý, về chính sách, và nó chính là một lượng tồn kho và nó chính là một cái gánh nặng cho rất là nhiều tập đoàn bất động sản. Và chúng ta sẽ xem là 5 tập đoàn lớn nhất đang có lượng tồn kho lớn nhất đó là những tập đoàn nào. Đó. Và nếu như chúng ta biết được lượng tồn kho của các tập đoàn thì chúng ta hiểu được cái lượng cung, lượng cầu đó, và chúng ta biết được rằng là xu hướng của nó sẽ là tiếp tục giảm hay là tiếp tục tăng. Và với cái thời điểm mà Dương đang làm video này thì có lẽ rằng nó sẽ là tiếp tục giảm, chứ còn tiếp tục tăng có lẽ là hơi khó. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào danh sách. Dẫn đầu danh sách này chính là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland. Trong thời gian qua thì địa ốc Novaland cũng đã đẩy mạnh phát triển các đại đô thị nghỉ dưỡng với những quy mô hàng nghìn hecta và tổng số tiền đầu tư rất lớn. Và tổng số tồn kho của doanh nghiệp này thì cũng tăng mạnh từ năm 2020 với 86.870 tỷ đồng tăng lên thành 110.000 tỷ đồng vào cuối năm 2021, tăng khoảng tầm 26,7%. Và tính đến cuối năm 2022 ấy, thì tổng lượng tồn kho của Novaland là hơn 134.484 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ và bằng 52% tổng tài sản của Novaland, tức là tổng tài sản là khoảng tầm 257.365 tỷ đồng. Đó, tức là cái lượng tồn kho nó chiếm đến 52% tổng tài sản. Nếu như mà chúng ta là những người kinh doanh thì chúng ta hiểu được rằng nếu như mà chúng ta tồn kho thì lượng gọi là cái số phận của doanh nghiệp nó có cái sự rủi ro như nào. Và nếu như bạn làm kinh doanh thì bạn sẽ biết được rằng một số
ngành kinh doanh rất dễ bị cái lượng tụt kho. Ví dụ như là tôi thấy là những anh chị em mà làm về nội thất này, rồi là làm về kiểu như là, ví dụ tôi có một anh bạn làm về gạch men chẳng hạn, thì cái lượng tồn kho trong kho của anh ấy rất là nhiều đó. Và anh em nào làm trong cái lĩnh vực đấy thì hiểu cái cảm giác mà tiền của mình nằm hết ở hàng hóa hoặc ở hết cơ sở vật chất thì nó như nào, chiếm đến 80%. Và trong cái số lượng hàng tồn kho đó thì có ghi nhận là 134.485 tỷ đồng, là chủ yếu đến từ việc đầu tư các dự án Aqua City. Aqua City là một cái tên mà đã quá nổi tiếng trong những năm gần đây rồi. Thậm chí là những khách hàng ở ngoài Bắc này, vì tôi ở ngoài Bắc mà rất nhiều nhà đầu tư ngoài Bắc là đã đầu tư vào Aqua City rất nhiều. Mặc dù là ngoài Bắc thì thường hay đầu tư ngoài Bắc đúng không, nhưng mà gì, chạy từ Bắc vào trong Nam đầu tư rất nhiều. Và tiếp theo đấy là Lovagua Phan Thiết, Lovagua Hồ Tràm. Và từ việc là nhận chuyển nhượng các dự án mới, tức là còn mua thêm những cái dự án mới của những cái công ty khác, 91% tổng lượng hàng tồn kho đấy, tức là những cái tên mà tôi vừa kể ra là nó chiếm 91% tổng lượng hàng tồn kho, và tương đương với 122.559 tỷ đồng là giá trị quỹ đất và là những cái dự án đang xây dựng. Và phần còn lại thì là những bất động sản mà đã xây dựng hoàn thành và những cái hàng hóa bất động sản đã hoàn thiện và chờ bàn giao cho khách hàng. Đó, như vậy là 91% lượng tồn kho nằm trong những cái dự án lớn như vậy. Đó, đấy là nhân vật cộng cá nhất đấy, và nhân vật đầu tiên top 1. Vậy còn top 2 thì sao? Đứng thứ 2 là ai? Có lẽ Dương không nói thì các bạn cũng đã đoán được ra rồi đúng không? Phía Nam thì là Lovaland và phía Bắc thì đương nhiên là Vinhome. Đứng thứ 2 chính là Vinhome. Và Vinhome thì có lượng tổng tồn kho tăng mạnh lên đến 65.871 tỷ đồng, tăng 17% so với 30 tháng 9 và tăng 131% so với cùng kỳ. Trong đó thì 62.368 tỷ đồng để chiếm đến từ bất động sản để đang xây dựng nhé, và chủ yếu là bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng tại các dự án là Vinhome Grand Park, Vinhome Smart City, Vinhome Ocean Park, Vinhome Ocean Park 2 hay còn gọi là The Empire, và Vinhome Ocean Park 3 hay còn gọi là The Crown, và các dự án khác đó. Thì đó đều là những cái dự án cộng cán. Cộng cán ở đây ý của tôi nói là nó chiếm nhiều, chứ không phải nói là về mặt hình sự đâu nha. Không, anh em nhiều khi cứ hay bắt câu chữ của tôi, đôi khi mình nói nó cảm xúc thì câu chữ mình hay ví von ấy, nhưng mà lắm lúc mà anh em mà bắt lỗi câu chữ thì nó lại bị không đúng với cái ý mà Dương muốn truyền đạt với mọi người. Và đấy là đứng thứ hai là Vinhome. Và chúng ta thử đoán xem đứng thứ ba, xếp vị trí thứ ba là ai. Và thứ ba đó chính là tập đoàn Lam Long. Lam Long thì có hàng tồn kho là 14.898 tỷ đồng, có giảm 7,5% so với quý trước và giảm 3,8% so với cùng kỳ. Và chủ yếu ấy, lượng tồn kho đến từ các bất động sản dang dở, giống như là dự án Izumi hay là dự án Southgate, dự án Paragon Đại Phước, dự án Vàm Cỏ Đông hay còn gọi là Westpoint, hay là dự án Hoàng Lam, Akari, dự án Cần Thơ, dự án Phú Hữu và một số dự án khác đó. Thế thì như các chủ đầu tư thấy đấy, là video này thì Dương cũng đang truyền thông, đang quảng cáo cho các chủ đầu tư rồi, bởi vì có thể là rất nhiều khách hàng thì cũng đang quan tâm, đang xem video thì cũng biết thêm được một phần nào đó các dự án của các chủ đầu tư ở đây. Và trong video này thì Dương chỉ chia sẻ những cái thông tin mang tính chất là thời sự để mà cập nhật cho mọi người, chứ không có ý là gọi là phân tích cái điểm xấu hay điểm mạnh hay điểm tốt của các tập đoàn ở đây. Xin nhấn mạnh là như vậy. Và nếu như có bất cứ những cái thắc mắc nào, hoặc là các tập đoàn đây nếu như có bất cứ ý kiến nào thì có thể liên hệ với Dương. Dương có thể xóa bài viết, bởi vì đây là một những cái thông tin mà Dương tổng hợp ở trên báo, nếu như nó có ảnh hưởng đến các công ty. Còn đâu, Dương làm video này với cái mong muốn là gì? Cập nhật cho mọi người những cái thông tin chính xác để mọi người hiểu được tình hình của thị trường. Biết đâu có những người sẽ đưa ra những cái kế hoạch đầu tư tại các dự án mà Dương vừa nói thì sao? Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi vào phần bảng xếp hạng. Đứng thứ tư đó là tập đoàn Đất Xanh, có lượng hàng tồn kho là 14.238 tỷ đồng. Tăng nhẹ so với quý trước, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Và trong đó là chủ yếu đến từ các bất động sản dang dở là 11.902 tỷ đồng. Còn bất động sản thành phẩm thì chiếm 1.598 tỷ đồng. Đất Xanh thì cũng là một trong những gọi là tấm gương. Dương phải nói là một trong những cái tấm gương cho những
cá nhân hoặc là những doanh nghiệp nào mà đang có ý định là xây dựng một cái công việc kinh doanh thông qua là bất động sản, và đất xanh thì cũng xuất phát từ việc là họ là những cái doanh nghiệp về phân phối, nói chung là về môi giới bất động sản, nhưng sau đó là do họ hoạt động nó có cái kết quả tốt và họ dần dần họ phát triển lên thành những chủ đầu tư, họ trở thành những doanh nghiệp kinh doanh địa ốc chứ không phải là những doanh nghiệp kinh doanh gì nghề môi giới đó. Và bây giờ thì họ có cả lĩnh vực về kinh doanh địa ốc và kể cả phân phối bất động sản đó, và có thể là còn nhiều lĩnh vực khác, nhưng đất xanh cũng là một liềm cảm hứng cho những doanh nghiệp khác mà muốn phát triển từ việc môi giới đơn thuần trở thành một doanh nghiệp địa ốc. Và đấy là vị trí thứ tư. Và vị trí thứ năm, vị trí ở cuối bảng xếp hạng, mặc dù là ở cuối bảng xếp hạng thôi, mặc dù là đứng thứ năm thôi, nhưng mà gì, cái khoản tồn kho nó đến hàng chục nghìn tỷ đồng thì chúng ta nghe chúng ta cũng rất là choáng. Và bên dưới năm vị trí này thì cũng còn một số những công ty khác, nhưng mà tạm thời thì Dương lấy 5 vị trí để cho chúng ta thấy rằng chỉ với 5 vị trí này thôi thì cái lượng tiền tồn kho nó cũng hàng trăm nghìn tỷ đồng tồn kho trong lĩnh vực bất động sản đó. Vị trí thứ năm đấy là công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền, và có lượng tồn kho là 12.441 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý trước và tăng khoảng tầm 60% so với cùng kỳ. Đấy, giảm so với quý nhưng mà lại tăng so với cùng kỳ, tức là năm trước. Trong đó thì có 12.440 tỷ đồng đến từ các hoạt động bất động sản đang dở dang như là Khang Phúc, khu dân cư Tân Tạo là 5.316 tỷ đồng, Đoàn Nguyên, khu nhà ở Đoàn Nguyên là 3.258 tỷ đồng, Bình Trưng Đông là 1.078 tỷ đồng và một số dự án khác đó. Và Dương đã tổng kết lại là có hai lý do chính theo quan điểm cá nhân của Dương dẫn đến việc là cái lượng tồn kho nhiều đó. Thứ nhất, lý do thứ nhất đấy là ảnh hưởng bởi những cái khó khăn của nền kinh tế, dẫn đến là người mua bị thiếu hụt nguồn vốn, kèm theo là tâm lý lo lắng hoặc là chờ đợi một mức giá tốt hơn. Thực ra ấy, là rất là nhiều người họ có nhiều tiền mặt lắm. Có những nhà đầu tư cá mập họ nhắn cho Dương, họ hỏi rằng cái dự án mà Dương phân phối đấy, họ hỏi rằng là đã giảm chưa, đã giảm 50% chưa. Nếu như mà giảm 50% thì họ sẽ mua với số lượng lớn đó. Thế nên câu chuyện là thực tế là rất nhiều nhà đầu tư cá mập họ còn rất là nhiều tiền, thậm chí là kể cả những người đầu tư cá nhân thôi, những người làm công ăn không làm công ăn lương thì chắc khó, những người làm kinh doanh họ có những loại khoản tích lũy hoặc là khoản thặng dư, họ vẫn đang chờ đợi cơ hội đó. Và Dương nghĩ rằng những người đó thì cần xem video này để biết được rằng là ở chỗ nào có thể đang sắp có bất động sản dự án giá rẻ. Đó là nguyên nhân thứ nhất là gì, ảnh hưởng của nền kinh tế dẫn đến là bị thiếu hụt về nguồn vốn và cái tâm lý chờ đợi. Ảnh hưởng thứ hai là những cái vấn đề về pháp lý chồng chéo dẫn đến là việc chậm trễ trong việc là phê duyệt và triển khai dự án. Và khi mà tìm hiểu về những cái cách thức để mà được phê duyệt để mà triển khai một cái dự án ấy, thì Dương thấy rằng có là rất nhiều những thủ tục, và nếu như mà một dự án để mà xin chót lọt suôn sẻ để mà được phê duyệt để mà được triển khai thì đâu đấy cũng khoảng chừng là theo Dương biết là khoảng chừng 2 năm, còn đâu có những dự án thì hàng chục năm trời, có những dự án thì không biết đến bao giờ đấy. Và nếu như một doanh nghiệp địa ốc mà họ mua phải, họ đấu thầu phải những cái quỹ đất như vậy thì rõ ràng là họ đang ôm trong mình một cái gọi là đống rơm đấy, và đống rơm nó có thể bùng cháy bất cứ nào. Bùng cháy đây là gì? Bùng cháy đây chính là nó khiến cho doanh nghiệp đấy phá sản, bởi vì là ôm một quỹ đất lớn nhưng mà không giải quyết được đó. Và theo Dương thì chúng ta nếu như mà có thể thẩm định lại năng lực và khả năng triển khai của một số dự án, và nếu như chủ đầu tư nào đó có thể nắm giữ được quỹ đất nhưng chưa có khả năng triển khai thì có thể xem xét là việc đấu giá dành cơ hội cho những cái doanh nghiệp khác để triển khai, đúng không? Có nhiều doanh nghiệp là họ có tiềm lực tốt chứ, không phải là bây giờ chúng ta chỉ đang nhìn vào những cái doanh nghiệp là đang vay nhiều, đúng không? Đang có cái lượng tiền âm nhiều, nhưng mà thực ra một doanh nghiệp nó cũng giống như một cá nhân. Ví dụ như là một cá nhân đang bán tháo cái bất động sản đi thì đương nhiên là sẽ có một cá nhân khác họ mua cái bất động sản đấy với giá bán tháo. Như vậy là nếu như những cái doanh nghiệp này mà bán ở đây thì bán tháo thì không biết nó có bán tháo hay không, nhưng mà bán rẻ đi thì chắc chắn sẽ có những doanh nghiệp khác mới nổi, họ có thể là chưa làm trong lĩnh vực bất động sản hoặc có thể là họ có nguồn vốn từ FDI từ nước ngoài thâu tóm đấy, thì đây có thể là cũng sẽ là một cái giai đoạn mà bất động sản Việt Nam nó sẽ bị chảy máu sang nước ngoài. Bởi vì nói chung ấy, nếu như để mà phân tích xa hơn nữa thì đây nó là bài toán xén lông cừu, Dương đã nói rồi là cái bài toán xén lông cừu, và có thể rằng ấy là
Nếu như những doanh nghiệp Việt Nam mà không mua bán lại của nhau thì những doanh nghiệp nước ngoài bằng một cách nào đó họ cũng sẽ mua lại những cái dự án mà của những cái tập đoàn ở đây Dương đã kể ở đây hoặc là nhiều những cái tập đoàn khác nữa. Đó, thì hy vọng rằng là nếu như mà có thể là thẩm định lại năng lực và khả năng triển khai dự án, nếu như mà không đủ khả năng thì có thể là tính đến việc là gì, nhượng lại hoặc là thu hồi lại để mà giao cho hoặc là đấu giá cho những đơn vị khác có khả năng triển khai. Đó, đấy là video mà Dương muốn chia sẻ với các bạn. Và trước khi rời khỏi video này, các bạn nếu như muốn biết thêm những cái thông tin, thứ nhất là những cái thông tin thời sự cập nhật mới nhất hàng ngày, thứ hai là những cái định hướng đầu tư phát triển, thứ ba nữa là những cái kinh nghiệm về phân phối hay là về môi giới, rồi về marketing và bán hàng trong bất động sản, thì các bạn nên chắc chắn là nên follow Đăng Dương và nên chia sẻ video này để mà nhiều người giống như các bạn được biết, được cùng một cái tư duy để chúng ta có thể xây dựng lên xung quanh chúng ta những cái người giống nhau, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng nhiều kiến thức hơn. Và cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.